Điện ảnh của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 có sự tự do, cởi mở và phát triển rất rực rỡ với nhiều thể loại và đề tài theo thị hiếu của công chúng như phim hành động, tình cảm, tâm lý xã hội, kinh dị. Từ sự phát triển đó, nhiều tài tử của điện ảnh miền Nam đã xuất hiện và được yêu thích. Nếu Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Thanh Nga, Kim Cương được xem là tứ đại mỹ nhân, những minh tinh nổi bật nhất của điện ảnh Sài Gòn, thì ở phía tài tử Nam, Trần Quang là một trong vài gương mặt sáng giá nhất. Dù năm 1967, ông mới bắt đầu bước chân vào điện ảnh và đóng bộ phim đầu tiên. Nhưng Trần Quang nhanh chóng trở thành tài tử đắt giá nhất, xuất hiện liên tục trong khoảng 20 bộ phim cho đến ngày mất miền Nam. Tài tử Trần Quang là một tên tuổi lớn của làng phim miền Nam từ trước năm 1975. Ông vốn là diễn viên kịch nghệ, từng đỗ thủ khoa Trường Quốc gia Âm nhạc khóa 1 năm 1963. Nhưng khi chuyển sang đóng phim thì Trần Quang trở thành một tên tuổi lớn của làng điện ảnh miền Nam. Trần Quang được biết đến lần đầu tiên qua vở Bi Tráng Kịch Thành Cát Tư Hãn của soạn giả Vũ Khắc Hoàng. Sau đó, ông chuyển qua lĩnh vực điện ảnh. Trong hơn 10 năm, tính đến năm 1975, Trần Quang tham gia khoảng 40 phim và đã đóng chung với những diễn viên đình đám nhất thời điểm đó như Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Bạch Tuyết, La Thoại Tân, Ngọc Đức, Thanh Việt. Vào thập niên 60-70, Trần Quang nổi tiếng với các vai diễn giang hồ, một tài tử có hình thức và nghệ thuật diễn xuất đẳng cấp trong những bộ phim nổi tiếng như Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, Long Hổ Sát Đấu, Điệu Ru Nước Mắt, Như Hạt Mưa Sa v.v. Đó là những bộ phim làm mưa làm gió trên các rạp chiếu bóng ở Sài Gòn với những nhân vật có thật như Đại Ca Thay, James Dean Hùng, Hoàng Guitar, Tính Mã Nàm v.v. Phim cuối cùng trước năm 1975 có sự cộng tác của Trần Quang là Hải Vụ 709. Đây là sản phẩm của sự hợp tác giữa hai hãng phim Việt Ảnh của Việt Nam và Đen Thái của Thái Lan. Phim bấm máy vào năm 1973, hoàn tất hồi cuối năm 1974 và đã được gửi qua Mỹ để đạo diễn Bùi Sơn Duân chỉnh sửa cắt ghép. Nhưng phim chưa kịp trình chiếu thì xảy ra biến cố 1975. Trong ngày điện ảnh Việt Nam lần thứ 5 tổ chức vào năm 1973 ở Rạp Rex để vinh danh tài năng, Trần Quang đã được trao giải diễn viên nam xuất sắc và được ưa chuộng nhất. Nền điện ảnh của Việt Nam trước năm 1975 còn trong thời kỳ phôi thai và nặng về kịch tính, nhưng có thể nói Trần Quang đã diễn xuất rất tốt, xứng đáng được coi là ngôi sao hàng đầu của miền Nam Việt Nam. Hôm nay, chương trình Bước Chân Dĩ Vãng xin mời quý vị cùng với Jimmy đến thành phố Houston, tiểu bang Texas để thăm tài tử Trần Quang, một thời được mệnh danh là ảnh đế của màn bạc Sài Gòn. Thưa quý vị, là chúng tôi đang đứng tại ngôi vườn rất là dễ thương của tài tử Trần Quang. Thưa chú về Houston lâu chưa? Chú chuyển từ California về đây khoảng 2 năm hơn. 2 năm, dạ. Chú quyết định về đây vì mình thấy bây giờ mình đã tới lúc mình về để an dưỡng tuổi già. Dạ. Ở đây thì quá là điền viên, cây cối rồi nhà cửa rồi rất là nhẹ nhàng với chú. Và cùng chú cũng có cái thời gian để chú có thể viết lại những cái hồi ký về cuộc đời của chú, phải không? Cháu được tìm hiểu về chú thì cháu được biết là chú có một thời gian ở trong quân đội trước năm 75. Yes. Yeah, cái thời trước 75 ai lại chả trong quân đội hả? Phải trong quân đội. Nhưng mà cũng mừng là vì nhờ ở trong quân đội. Thì khi chú tham gia phim Sinh Nhật Đơn Này Lòng Quê Hương thì tất cả mọi động tác của chú thôi, nó tự nhiên nó ra thôi. Chứ không qua một cái trường lớp gì về diễn xuất hết? Không, chú tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ mà. Cái đó thì báo chí đã nói nhiều rồi. Là cái Thành Cát Tư Hãn đó đúng không? Cái Sinh Nhật Đơn Này Lòng Quê Hương hình như có ông Hoàng Vĩnh Lộc. Nói tới thì nhớ tới anh. Đó là người đạo diễn đầu tiên mà khám phá ra Trần Quang. Và chú đi vào sự nghiệp một cách cũng rất là tình cờ. Cuộc đời của chú, mọi sự diễn biến cho đến nay đều là một sự tình cờ. Chú về đây cũng là một sự tình cờ. Nó chỉ do con gái về đây ở. Rồi tới một lúc thì nhớ con nhớ cháu, đi hết bên Pháp thì đi qua tới bên Mỹ. Thì về đây thấy con cái của mình ok. Bây giờ thì già rồi thì mình về ở với con với cháu cho sẽ vui, vui thú điền viên mà. Mà hôm nay chú cháu mình gặp nhau cũng trong một dịp cũng rất là tình cờ. Gặp nhau tại Houston chứ không phải là Cali.
Mà thưa chú, nhắc đến chú đó, thì cái thời gian trước 75 thì Jimmy thấy là chú có đóng chung với cô Kiều Trinh, có một số phim. Đấy, đã bảo không có phỏng vấn vào câu chuyện đó thì cái câu chuyện lắm mà. Lại cũng bắt buộc nghề nghiệp này, nghề nghiệp quá. Dạ. Có chứ, đó là một trong những diễn viên mà chú mến trọng. À. Mến trọng về tư cách, về nhân cách lẫn tài năng. Dạ. Cô rất dễ thương. Dạ. Mà nhờ như vậy mà hai người cũng xe duyên mà đóng chung với nhau trong cái Người Tình Không Chân Dung. Một cái phim đoạn Người Tình Không Chân Dung là sau. Sau thôi. Nhiều tiền không cần sang trọng, một túp lều tranh là ước mơ của em. Trước đó là phim Hồng Yến. À, phim màu phải không chú? Dạ, yeah, phim màu. Yeah. Đúng ra là phải đóng với nhau trong phim Chân Trời Tím cơ. Ủa vậy hả? Nhưng mà Kiều Trinh có nói rồi, Kiều Trinh có nói qua cái đóng ra cô Kiều Trinh là đóng vai nữ chính ở đó và chú được chọn để đóng. Cặp với cậu. Nhưng mà lúc đó chú chưa nổi tiếng. Nhưng mà thôi, cái gì cũng vậy, nó có thứ bậc của nó, tới một cái lúc nào đó, tới vận của mình đến. Chú đâu có muốn trở thành diễn viên đâu, tại vì gia đình không có thích. Gia đình không thích mà chú đi vào con đường như vậy thì gia đình cũng phải chịu thôi hả? Có cấm hay là có làm gì nặng tay không? Bởi vì gia đình chú là gia đình nho giáo mà. Ông nội rất là cổ hủ. Bố thì là nhà ngoại giao thì ông không muốn chú đi theo ngành ngoại giao. Chính bố sau này lại là người mà đi chọn lựa tất cả và để dần những bài báo viết về chú. Rồi đến khi ông đi Mỹ, ông mới để lại cho con cháu gái. Và khi nào mà nội đi tới một lúc nào đó con đưa cho bố con những cái bài báo của viết về chú đó. Giữ lại ông bỏ vào trong mao ông bọc biết rất là đàng hoàng. Tới lúc đó là chú chảy nước mắt. Mình cứ nghĩ là bố mình không thích. Mình đã làm phiền lòng bố, nhưng mà khi chú đi vào nghề, chú nói con sẽ đi vào nghề này để đánh tan hai mấy chữ xứng cao vô loại mà gia đình mình cũng như trước giờ ai cũng nói. Mà cuộc đời chú có nhiều sự chuyên chuyên đó. Cái gì có cái giá phải trả. Mà hình như chú đi vào cái nghề này mà chúng đã sống chết với nghề luôn. Như là cái phim Hồng Yến đó, cũng có những cái rất là nguy hiểm. Nhắc tới Hồng Yến, chú chỉ nhớ tới một cái cảnh quay là cháu biết đó, đảo Yến mà. Đảo Yến thì tôi có một cái đảo lớn lắm. Thì khi mà nước xuống đó, nó có một cái lỗ hổng ra. Thì người ta đi lấy yến là người ta đi những chiếc xuồng con đi vào trong đó. Rồi trên đó thì có những cái người thợ để người ta lấy. Đảo Yến đó, ta muốn đi đó là phải có những cái bậc thang, và nếu được bậc thang như thế này á, thì nó rất là tốt, nó rất là vững. Nhưng mà tiếc rằng ở trên đảo Yến cho biết là họ dùng cây tre. Họ dùng cây tre thì cái thân cây tre nó mọc trên những cái nhánh. Những cái nhánh này khi họ leo lên á, nên những người mà là lấy yến nó thương lắm. Nhưng mà họ quen với cái nghề đó, họ leo thoăn thoắt rồi. Thì mình thấy cái cảnh đó mình đóng mà họ leo lên thấy dễ dàng quá. That's okay. Nó nhìn lên thấy thì cũng hơi cao. Nhưng mà mình thấy cái tre nó to lắm, nó nhánh nó cũng khoảng này. Thì mình thấy ok, mình có thể leo được. Thế sau khi chuẩn bị đâu đó để mà leo lên như vậy, đạo diễn chỉ là phải lấy cái tổ yến bên trái, bên phải, như thế nào nhá. Rồi có một cái cảnh yến nó sẽ rớt xuống, phải quay mặt xuống này để lấy cái close khuôn mặt nha, vì máy không thể leo lên để nó quay trên đó được. Chỉ dẫn đâu đó xong xuôi lên trên. Leo lên thì dễ lắm, mình cứ thế mình leo. Sau khi làm xong rồi, bây giờ tới lúc xuống làm sao xuống. Nó dốc mà phải không? Bởi vì nó cao lắm, cũng khoảng mười mấy thước. Nhưng mà cây tre ở trên nó thì mình leo lên nó vững. Nhưng mà khi nó đứng như vậy mình leo xuống, cháu tưởng tượng leo xuống nhìn xuống thăm thẳm, mà nó chỉ có hai cái nhánh lòi ra phải bỏ bước chân xuống, mà nó cứ lung linh như thế này. Nhưng mà chết, cái để leo cái kiểu này là chỉ có cách ngã xuống chết thôi. Bây giờ làm cách nào? Ở giữa bàn cãi với nhau, rồi ông chủ hãng phim, rồi đạo diễn Lê Dân thôi. Bây giờ làm thế nào? Trong này trực thăng không thể tới để mà đón đi được. Mà nước thì sắp chạy. Mà nước thì sắp sửa lên, thủy triều sắp sửa lên. Không còn hết nào nữa cả. Mà tất cả đoàn phải đi ra. Mà bây giờ không xuống được,
mà người ta đi tới để mà người ta đặt cái che cho cái người mà chuyên môn làm ở đó để đưa mình xuống, làm sao được, không lẽ nắm tay cái này mà kéo xuống à? Không kéo được. Đúng rồi chú. Cuối cùng thì chú tự nghĩ là mình có thể nhảy được không? Sau khi nhìn cũng có thể, vì mình biết bơi, mình cũng đã từng bơi lội, cũng nhảy, cũng plongé, viết mọi thứ như thế này. Nhưng mà hồi xưa là plongé thì mình ở trên khoảng núi cao chừng 5-7 thước thôi, mình phóng xuống thế này mình bơi thì ok. Thế nhưng mình nghĩ liệu làm được không? Sau một lúc suy nghĩ thì hỏi chứ, tính coi cái độ sâu của nước khoảng mấy thước. Thì cái anh thợ đó nói, giờ này thì nếu ở trong chân đó, thì khoảng 3 thước. Nhưng mà ra ngoài khoảng 5 thước nữa thì nó có thể sâu tới 5-6 thước. Thì mình tính cái sức của mình, nếu mình ở trong này phóng ra mình bật xuống mà mình lao ra thì cũng khoảng 7-8 thước. Rồi mình xuống. Mà nếu mình ngóc lên kịp thì không sao hết. Thì tính ở trong bụng như vậy. Ok, vậy và tôi chấp nhận. Nhưng mà có chuyện gì các ông nhớ chứ. Thế thì mình đứng ở trên đó, mình lùi lại để thế. Từ trong mình chạy ra phóng ra thì mình bay ra. Bay ra xong bắt đầu tôi chúc xuống. Vừa xuống tới nước thì chú ngóc đầu lên liền. Hơi sớm không? Ngóc đầu lên thì chú đã tính rồi, nếu mà mình xuống vừa qua khỏi lưng mình á, thì mình ngóc lên một tí thì mình sẽ không có đụng đáy. Nhưng mà khi phóng xuống như vậy rồi vừa tới đó chú ngóc lên sớm quá. Hơi sớm nha, nó bị bụp một cái nó cục cái lực. Nhưng mà chú lật ngửa người chú nằm. Thì cả đoàn nó chào ra nhà ra và chết rồi thứ rồi. Nhưng mà chú nằm vẫn tỉnh bơ. Nhưng mà đau lắm. Hỏi có sao không? Đau lưng lắm. Đó, kéo vào. Mà trong khi mà chú sắp sửa nhảy đó thương lắm. Bà chủ hãng phim bà đi cắm được cái nhang của một dưới bà chết trẻ. Cái gì đây? Vâng vậy cái này mà còn cắm nhang. Chắc là thấn những cái người đó. Không. Cắm nhang như thế rồi bà cầu cho mình để thoát. Đúng rồi. Nhưng mà mình cũng bảo mẹ có vẻ cắm nhang như người chết rồi. Mà cái cảnh trong cái phim đó cũng có mấy cảnh ở ngoài bãi biển rất là đẹp. Chú với cô Kiều Trinh. Thì nó là trên hòn đảo Yến mà. Hòn đảo Yến đẹp lắm. Hòn đảo rất đẹp. Câu chuyện nó đơn giản là chỉ có 3 người trên đó thôi. Trần Quang, Kiều Trinh, Trần Quang, Tâm Phan, ba người. Thì trên đảo Yến là ông Tâm Phan đóng vai người giữ đảo. Cứ mỗi một tuần thì có dịch thì trong này đi ra để lấy Yến đi vào. Và họ đưa thợ đi ra để lấy đem vào. Nhắc lại kỷ niệm nhớ Kiều Trinh. Nhưng mà nói chuyện bóng vía anh Lê Dân. Thôi thì bây giờ anh cũng đã về miền Nam viễn. Hình như là các bạn của chú, những đồng nghiệp mà trước khi trong phim ảnh đi gần hết rồi chú ha. Ông Đặng Trường Thích cũng mất. Những người bạn thân nhất như anh đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc, đạo diễn Lê Hoàng Hoa, đạo diễn Lê Dân, đạo diễn Lê Mộng Hoa. May mắn là những người đó mất trong khi chú đang vẫn còn sống. Nên chú có cơ duyên đưa tiễn, nhất là anh Bùi Xuân Duân. Là một người đạo diễn mà anh kính trọng vô cùng. Vì cái tư cách và tài năng của ông, khi những ông làm phim như Hạt Mưa Xa, rồi tới như Giọt Sương Khuya, rồi tới phim thứ ba, đó là đạo diễn mà chú làm nhiều phim nhất sau Lê Hoàng Hoa. Phim Hải Vụ 709 hợp tác với lại Thái Lan. Cái tự ái là một cái điều quan trọng vô cùng. Chú thoát chết trong cái Hải Vụ 709 cũng nhờ cái tự ái và tự trọng của người diễn viên. Rồi tới cái phim thứ ba với đạo diễn Hồ Quang Minh, anh cũng mất rồi. Hồ Quang Minh. Thì cũng có một cái cảnh, nhưng nói chung nghề nào cũng có cái giá phải trả của nó. Chú đã thoát chết 3 lần. Ba lần cho điện này. Hình như là có lần nào bị gãy chân gãy tay gì đó chú nhớ không? Gãy tay đó, đó cũng là tự ái. Nữa hả? Đó cũng là tự ái, do cái niềm tự ái của một người diễn viên. Là muốn được đóng thẳng chứ không cần người đóng thái cả. Không phải. Cái này nó tự ái hơn là ở chỗ là ông đạo diễn Hàn Anh Kiệt. Ông là cái người mà chỉ đạo võ thuật ngay cho Lý Tiểu Long. Nhưng mà đóng những pha mà đánh đấm như vậy thì người diễn viên phải biết võ. Ít nhất phải biết võ. Thì người, tuy nhiên ngay Lý Tiểu Long giỏi võ vô cùng, nhưng mà vẫn phải qua ông đạo diễn về võ thuật. Ông này ông phải nghĩ ra những cái thế võ, những cách đánh làm sao cho phim cho nó đẹp, lên hình cho nó hấp dẫn.
Thì khi mà ông nghĩ ra như vậy, ông làm những cái động tác như thế, thì ông hỏi diễn viên làm được không? Yeah. Thì đối với Lý Thiện Long được quá dễ. Yeah. Nhưng mà đối với mình thì quả tình cũng hơi khó, bởi vì những cái đòi hỏi đó mình chưa phải là những võ sư hay chưa võ sinh giỏi. Yeah. Mình chỉ biết le khoe vài ba thế để tự vệ thôi. Yeah. Đó, thì khi mà quay nhiều cái cảnh lắm ở trong đó rồi, thì nhưng mà cái này chúng nó nói trên đài rồi, chúng yeah. nói vài lần vì ai cũng thích. Ừ. Nên hồi đó báo chí gọi là Trần Quang với niềm tự ái dân tộc. Ừ. Rồi khi mà chú gãy tay, tại sao? À. Mình mới thấy cái thâm hiểm của người Tàu. Ừ. Và họ cũng là cái tự ái của người Tàu. Ừ. Ông này khi mà ông bắt chú phải đánh, cái cảnh mở đầu phim là chú phải đánh với 5 tên. Yeah. Thì khi đánh với 5 tên xong, tên thứ 5 là chú đánh bọc bằng cái dưới hạ bộ. À. Thì cứ tới cái cảnh đó chú đánh máy trên một chút, chú không đánh dưới hạ bộ. Ừ. Thì ông cắt lần thứ nhất, cắt lần thứ nhì, cắt lần thứ ba. Ngưng hỏi tại sao tôi nói anh ta phải đánh dưới hạ bộ nó không đánh. À. Tôi bảo xin lỗi đạo diễn, có phải tôi đang đóng vai người quân tử Việt Nam không? Ừ. Tôi bảo đúng. Và thưa ông, người quân tử Việt Nam không dùng đòn hạ tiện. Ừ. Nó bảo Lý Tiểu Long tôi nói còn nghe mà tại sao anh nói không nghe. Tôi bảo dạ thưa ông, Lý Tiểu Long là Lý Tiểu Long. Ừ. Còn tôi Trần Quang. Ừ. Ok. Ok. Thế rồi nói gì chú ra xe chú lái đi về. Sau đó đoàn nghỉ vài ngày. Dạ. Tôi bắt đầu quay với cảnh khác. Ok. Thì tới cái cảnh mà chính nhất là cái cảnh chú trả thù cho thầy. Dạ. Trả thù cho bạn. Ừ. Thì họ quay ở cái mộ Tiểu Châu, nó quay cao khoảng 3 thước. Ừ. 3 thước chiều cao. Dạ. Thì cái cảnh nó đơn giản, nó không có cái gì cả. À, thì mới một cái cảnh đầu là chú mặc toàn thân đồ trắng hết mọi thứ, chú đứng ở trên đó. Xong cái cảnh mà chưa đã quay những cảnh đứng ở dưới này thì có cái cảnh đó. Thì bây giờ họ dùng cái cảnh đó để họ quay cho chú. Ừ. Họ nói cảnh này tôi muốn ông đóng làm sao mà ông ở trên mộ phóng xuống, ông đá vào ngực nó, nhưng mà trước khi ông đá vào ngực, ông phóng ra và ông lật ngửa người. Wow. Ông đá móc song phi vào cằm nó. Ừ. Ông làm được không? Tôi nghĩ là à, đây muốn thử tài. Tôi bảo ok, cho tôi 15 phút. Thì khi mà mình suy nghĩ mẹ, bay ra đạp hai chân thì dễ rồi. Dạ. Hả? Dạ. Nhưng mà bay ra lật ngửa người, trời, đá móc song phi. Wow, làm sao? Hơi thử thách ạ. À? Nhưng mà nghĩ mình đã học qua Võ Việt Nam. Ồ, có chú học Võ Việt Nam. Yeah. Cũng có thể làm được. Yeah. Ok. Yeah. Ok. Thử luôn. Đó, thì khi mà chú phóng ra thì chú lật ngửa người, chú đá. Đá xong chú bị chích. Ở dưới là gạch. Oh, wow. Mà trong khi đá tất cả sức nặng của nó lên đôi chân thì cái đầu mình đi xuống. Yeah. Cái đầu mình sẽ ót mình sức. Đập xuống bị chấn thương sẽ gãy cổ. Thì ngay lập tức chú lật ngửa người, chú chống một tay xuống. Oh. Để mà lộ theo nhu đạo là cuộn người lại. Nhưng mà khi chú vừa xuống thì nó tới đất liền, không có thời gian để nên nó bị chấn thương, nó gãy một xương. Ừ. Nhưng mà lúc đó đau liền, mà câu đầu tiên chú hỏi cameraman, hey, ý hảo của hảo ha, nó xích xác hỉnh hào á, hỉnh hào. Lúc đó chú mới thấy đau. Cứ mà chết mẹ gãy tay rồi. Họ ra họ coi, Lý Huỳnh ra coi, giờ Hàn Anh Kiệt ra coi, nói chết rồi phải chứ, bất thể. Là họ bu lại cỡ đi. Nhưng mà cái đoạn đó thì mình ta dùng được. À, cái đoạn đó phải bỏ chứ. Phải bỏ luôn. Bởi vì chú là cái người trả thù, chú chiến thắng mà. Ok. Chú giết người ta mà. Dạ. Chú giết hết. Dạ. Rồi sau đó thì từ vai chính mình xuống vai gì mình không biết. Tại vì quay khúc đầu. À. Quay khúc giữa một chút, à, rồi quay tới đoạn đó là cái đoạn kết để mà trả thù. À. Mà mình lại bị thương nữa, đâu có đóng được. Yeah. Thì họ đã phải chờ đợi một thời gian, nhưng mà chờ đợi lâu quá, họ nói không thể chờ đợi được. Ừ. Nên họ chuyển đi Huỳnh đóng, trả thù thế. Ok. Wow. Chứ gặp như bây giờ là cũng có người đóng thế, những cái cảnh mà phi thân đó rồi. Là chú. Đó là họ trả thù chú. Ừ, okay. Họ dạy cho chú một bài học đừng tự kiêu. À, I see. Mà thực ra không phải chú tự kiêu. Ừ. Không phải chú tự kiêu để khi từ chối đóng cái cảnh mình đánh dưới hạ bộ.
Và đó là lòng tự trọng của một người diễn viên. Khi mà nhận cái vai trò của mình để đề cao cái tính cách của con người quân tử của người Việt Nam, thì chú không thể dùng đòi hành hạ được. Mặc dù cái đó trên bây giờ điện ảnh nó hay dùng lắm. Cái đòi nó đòi hạ thế, đòi nó đòi kiểu như làm. Khi mà mình thất thế lắm rồi, mình yếu đuối lắm rồi thì mình mới dùng tới cái đòn hạ như vậy. Nhắc đến chú, lúc nãy chú có nhắc mấy cái phim thì như giọt sương khuya, như hạt mưa sa, là phim đó là chú đóng với cô Bạch Tuyết, với cô Thẩm Thúy Hằng. Còn vừa nhắc tới anh Khoa đó, thì cái bài Bao giờ chưa biết tương tư là bài hát của cuốn phim Men tình mùa hạ. Câu chuyện là một ông giám đốc ngân hàng lớn tuổi gặp một cô gái trong một tình cờ, khi mà cô bị bao vây bởi những tên thanh niên trẻ nó sàm sỡ, nó tán tỉnh cô. Đó, thì đại khái như vậy nên trở thành một cái cuộc tình. Nên cái bài hát đó ông Phạm Duy viết theo cốt truyện, cũng giống như Vết thồi trên lưng ngựa hoang là cũng viết theo cốt truyện. Thì anh Khoa là cái người hát cái bài hát đó. Bao giờ biết tương tư. Là từ đó anh Khoa bắt đầu nổi tiếng luôn sau cái bài đó. Nên nói cái đó bởi vì giọng anh Khoa rất là hay, nó trầm. Hợp chậm với lắm mà hợp với bài hát. Mà cái bài hát lượt lòng trong cuốn phim Mang tình mùa hạ. Mà phim đó là chú đóng cặp với tài tử nào? Thi Phương. Cũng là một cái... Không, cô là cô mới. Mới, Mang tình mùa hạ chắc cũng khoảng những năm 71, 72 chứ hả? 73. 73, Còn Vết thù trên lưng ngựa hoang thì trước đó. Năm 70 vừa quay. Năm 69, 70. Hình như Vết thù trên lưng ngựa hoang thì là chú đóng với cô Thanh Nga thì phải. Thanh Nga với Bạch Tuyết. Bạch Tuyết đóng với chú ba phim. Như Hạt mưa sa, Vết thù trên lưng ngựa hoang, rồi Như giọt sương khuya. Như giọt sương khuya năm 72. Tôi biết. Tôi tới đây chỉ muốn rõ một sự thật, để khỏi ân hận về sau mà thôi. Tôi biết. Tôi biết anh đã yêu một người con gái khác. Tôi... Có gì mà giấu. Cô Yến đẹp, lắm đòn, nhiều thủ đoạn mà. Thôi, đừng có nói. Nói gì? Thùy Hương đã nói rõ chuyện của anh rồi. À, ra thế. Cô có đặt Thùy Hương ở lại đây mà tôi quên đi chứ. Lâm, anh nên nhớ Yến là chị của cô ta mà. Cô đã biết như thế, cô còn tới đây làm gì? Cứu nè. Đóng chung với nhiều cô đào, nhiều tài tử trẻ như vậy thì chú ấn tượng nhất ai? Mỗi một người nữ diễn viên họ có một cái tính cách riêng, họ có một cái năng khiếu và khả năng diễn tả riêng, cũng như cái tính tình của mỗi một người mỗi khác. Nhưng mà tự chung tôi rất là may mắn được đóng với những người mà có tài, những người yêu nghề, họ sống chết với nghề, họ đóng, khi họ đóng họ là nhân vật, khi họ bước ra ngoài đời họ trở lại họ chính họ. Nên khi đóng với nhau, chúng tôi đóng với nhau một cách rất là tự nhiên. Thời xưa nó có cái thú vị chỗ đó, rất là chuyên nghiệp. Rất là chuyên nghiệp, nên những cảnh tình ái hay cái gì đóng rất là thật. Đúng rồi. Nó không có cái gì giả tạo. Nhưng mà sau đó thì lại trở lại cô là Bạch Tuyết, tôi là Trần Quang. Giữ cái tình cảm bạn bè ngoài đời và tình yêu trong phim ảnh. Giống như là trong phim Như giọt sương mai phải không? Là chú đóng giọt chung sương khuya. Như giọt sương khuya là chú đóng với cô Bạch Tuyết. Cái phim đó đó thì Jimmy thấy là có những cảnh nó cũng hơi tươi mát một chút. Tôi còn nhớ đóng cái cảnh lần đầu tiên Trần Quang cởi chuồng trong phim. Là cái cảnh sau khi chữa xong cái máy bay đó thì thì người ta chỉ cho chỗ đi tắm, đi ra thấy mấy cái người thượng người ta nhá. Tắm rất là tự nhiên với thiên nhiên, thì mình cũng tắm nhìn chung quanh là không ai hết, thì bỏ đồ ra tắm rồi bơi. Thì mình đang bơi thì nghe Tuyết cười, cười nhìn lên và Tuyết đang ngồi ở trên cái bóng đá. Ôi có chữ cá lòng trong nó rỉa nhá. Đó là kỷ niệm đáng nhớ. Còn với cô Thẩm Thúy Hằng thì sao chứ? Thẩm Thúy Hằng có một cái đặc điểm nhất là cô có một sức hút khi cô diễn. Cái ánh mắt của cô nó diễn rất là tốt. Và cô có một cái nhân dáng mà nó very sexual, nó rất là thu hút. Nên nó dễ làm cho khán giả bị hút vào cái nhân vật của cô. Nhưng mà cô bắt
cô đóng mà hay và hấp dẫn và thu hút nhất là trong Như Hạt Mưa Xa. Cô đóng hai vai, hai chị em, hai tính cách khác nhau. Và tính tình cô rất là dễ thương. Nhà nghề ở một mình hả? Còn có ai nữa đâu. Thôi em về. Sao lại về? Anh có khách. Tưởng gì, đâu có ai lạ. Đâu rồi? Ai? Ở trong buồng, bị mệt. Thôi em về, bữa khác sẽ lên chơi. Lê Thị Hương, sao Hương biết nhà tôi? Bộ của anh chỉ không được sao? Dạ Lan về rồi hả? Chưa, nhưng chị gửi thơ. Có thơ của anh đây. Tôi không biết ai nói gì về cô Thẩm Thế Hằng, nhưng cô là một người rất là khiêm tốn, mà đoan trang vô cùng. Những người diễn viên hồi, nữ hồi xưa tôi rất là quý trọng. Ai nói gì thì nói, tôi vẫn thấy họ có một cái đời sống rất là tự trọng. Đời sống rất là nó không như người ta nói là lăng nhăng ít nhất hay là như là say sưa hút sắc mọi thứ. Ngoài đời họ sống một cuộc sống rất an bình, không bao giờ tự ngỗ ngược. Có thể cái thời chúng tôi suy nghĩ khác. Không bao giờ ra đời tôi tự nghĩ tôi là tài tử Trần Quang. Tôi là Trần Quang, nhưng mà Trần Quang ngoài đời rất là bình dị, rất là gần gũi. Bởi vì mình ở ngoài đời coi cái tên Trần Quang ở trên phim ảnh đó chỉ là cái nghề của mình. Mỗi người có một nghề. Cũng như cháu làm nghề bây giờ, cháu là phóng viên, cháu là đạo diễn thì đó là cái nghề. Dạ đúng ạ. Bên cạnh đó còn cái nghiệp nữa. Thì khi cái nghề đó nó trở thành cái nghiệp là vì do cái đam mê của mình. Nhất ẩm nhất chắc, dai do tiền định mà. Mỗi một sự ăn uống gì còn có tiền định hung hồ gì cái nghề nghiệp của mình. Nên tiếng Việt Nam của chúng ta hay vô cùng, hay vô cùng. Bây giờ nếu có cái gì mới là trên cái cuốn phim sắp tới của chú là Con Đường Vô Tận. Với đạo diễn Báo Vũ và đạo diễn của Mỹ. Quay ở New York và Việt Nam do Trần Bảo Sơn sản xuất và cũng là đóng vai chính. Đó, Trần Bảo Sơn là một trong những diễn viên mà tôi rất quý. Bởi vì em nó có một cái nhiệt tâm, nhiệt huyết thực sự đối với điện ảnh. Em nó là một thương gia, một nhà kinh doanh hẳn hoi, một doanh nhân xứng đáng. Nhưng mà sẵn sàng coi cái đó là cái nghề tay trái. Mà bây giờ nghề tay phải của Trần Bảo Sơn là làm phim. Cũng có một cái đam mê tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận đóng với vai một cái vai đúng ra nó chỉ là vai guest thôi vì chúng xuất hiện không có nhiều. Nhưng mà nó nói lên một cái thời nào đó của người Việt Nam khi chúng ta ở tại New York. Cái phim đó là dự trù là khi nào chúng ta có thể được xem phim đó chứ? Thì nó bị cái Covid-19 này hiếp hiếp dâm quá tôi đã chịu. đang quay quắt về cô, nó 19 mà, nó hấp dẫn lắm. Thế nên Trần Bảo Sơn chắc giờ này vẫn cứ bị lan man đau khổ với cái Covid-19 này. Dạ đúng, chứ không thôi là bây giờ là cũng sắp xong hoặc là sắp ra mắt rồi. Ra mắt phim sẽ hoàn tất trước năm ngoái. Anh Trần Bảo Sơn có cái niềm đam mê điện ảnh giống như chú rồi đó. Mà chú cũng có đam mê, lúc nào chú nói là chú đã có một cái đường hướng là cái thời gian là 70 mấy mà chú cũng đã vạch ra những cái kế hoạch vào những năm 80 nếu mà miền Nam không mất, phải không? Thì hồi đó chú đã tính tới một lúc nào đó thì mình phải đem cả một cái đoàn của mình đi qua bên Mỹ này. Muốn điện ảnh phát triển
thì phải qua Mỹ, qua Hollywood học hỏi. Yeah. Học đạo diễn, học quay phim, học viết chuyện phim, học special effect, học vision effect, vân vân và vân vân. Yeah. Đại Hàn phát triển là nhờ họ cho chuyên viên của họ đi qua bên Mỹ. Uh-huh. Được chính phủ tài trợ, còn mình không có chính phủ, mình bằng tiền túi của mình. Yeah. Và trong đó mình lợi dụng, như Đại Hàn họ lợi dụng cái đó để họ nói về văn hóa của họ. Yeah. Họ nói về truyền thống dân tộc của họ. Họ đưa ra trong đó tất cả những cái gì mới nhất của họ. Yeah. Nên bây giờ cả thế giới hầu như ai cũng biết tới Đại Hàn. Nhưng mà bây giờ họ giỏi quá. Yeah. Họ làm nhiều phim hay quá. Yeah. Họ làm quá hay. Yeah. Bởi vì tại sao? Họ có một nền văn hóa vững chắc. Họ có một cái nền tảng vững chắc. Khi họ học mà họ học những cái gì tân kỳ nhất. Cái cách sử dụng làm sao để mà có thể phát triển được những cái hình ảnh đó một cách hấp dẫn nhất. Là chú cũng có cái ước mơ là cái thời thì điểm đó. Đó là những cái mà mình mơ ước. Dạ. Yeah. Nhưng mà lại ước mơ không thành hiện thực được. Rất là tiếc chú hả? À, mong rằng nó sẽ thành vì mình vẫn tin vào tuổi trẻ. Dạ. Yeah. Chú nghĩ rằng tới một lúc nào những tuổi trẻ như các cháu đây. Dạ. Yeah. Sẽ cùng nhau góp sức lại để mà làm cái gì thông qua điện ảnh cho thế giới biết về Việt Nam. Dạ. Yeah. Bởi vì điện ảnh là cái tiếng nói chung của thế giới. Chú hả? Dạ. Yeah. Vì nó phổ biến rộng rãi hơn. Nó có sức thuyết phục hơn. Dạ đúng. Và gắn kết con người lại với nhau qua cái phim ảnh. Bây giờ tôi kính trọng Đại Hàn họ giỏi quá. Dạ. Mình phải vậy cháu. Dạ. Mình phải vậy. Và đó là những cái hình ảnh mà tuổi trẻ Việt Nam phải thấy là bây giờ ngay cả thế giới người ta phải tập thể thao. Đúng rồi. Người ta phải giữ làm sao mình đi ngay ngồi thẳng, nhìn mọi người bằng cặp mắt. Rất là tự hào. Dạ. Cứ nhìn thấy và nghe thấy những cái tin buồn mà bạn bè cứ từ từ nằm xuống. Yeah. Buồn mà nhớ quá. Yeah. Mỗi một người mất đi để lại cho mình biết bao thương tiếc. Yeah, đúng. Có người nói thì ông phải viết lên, ông phải nói lên. Yeah. Thì người ta mới hiểu được những cái tình cảm ông muốn chia sẻ cái gì. Yeah. Thì chú trả lời, cái viết khó nhất là ở trong tâm của mình. Yeah. Mình nhớ tới bạn mình. Mình nhớ tới những người đã để dành lại cho chúng ta biết bao nhiêu tác phẩm, như anh Lam Phương nằm xuống. Mình ân hận là mình không có ở đó để trực tiếp cúi lạy thắp nến nhang đưa tiễn anh Lam Phương. Yeah. Nhưng mà chỉ bằng cái tâm hương của mình, yeah, một lòng tưởng nhớ. Mình chỉ viết đôi lời ngắn gọn nhưng nó gửi hết tâm tư của mình. Yeah. Còn bây giờ viết cái gì? Thế, tại vì ông đã là một cái hiện tượng, ông đã là cái người mà được tất cả quần chúng yêu mến thích ngộ. Ông đã để lại cả một kho tàng âm nhạc mà hiện bây giờ cả nước đang nói theo. Dạ, đúng. Văn hóa của miền Nam tồn tại và đang phát triển, đi sâu vào lòng người là thông qua các nhạc phẩm. Dạ, đúng. Thông qua những vị mà chúng ta có thể nói đó là những vị dân tài của đất nước. Yeah. Những Phạm Duy, yeah, những Trịnh Công Sơn, Lính Lam Phương, những Nhật Ngân, nhất là Nhật Trường, người bạn của tôi. Yeah. Nhớ lắm Nhật Trường, nhớ lắm. Cùng một tuổi Nhâm Ngọ chú hả? Dạ, bây giờ tuổi Nhâm Ngọ thì còn sót lại cái thằng mất dạy là Chế Linh. Chứ mà là cái dễ thương đâu. Yeah, bạn chú luôn đó. Nó ăn nói mà, nó ăn nói ngang tàng lắm. Nó không có gì mà, nhưng mà nó thật tâm tâm nó rất tốt. Dạ đúng. Thằng nó tâm tốt. Dạ. Thì như cháu nói và như chú lúc nãy cũng có nhắc đó, đó là cái thế hệ vàng, những nhân tài của Việt Nam. Thì chú cũng là nằm trong đó, là những nhân tài của Việt Nam mình. Chưa thì... dám đâu. Mình chỉ làm cái nghề của mình thôi. Dạ. Nhưng mà chú luôn luôn chú canh cánh trong lòng cái món nợ của mình với khán giả. À. Mình mới mắc nợ khán giả, mắc nợ đất nước nhiều quá. Dạ. Cái món nợ là gì chú có thể chia sẻ được không? Vì mình chưa làm được hết tất cả những cái gì mà mình có thể làm để có thể đáp ứng lại sự thưởng ngoạn và giải trí của khán giả. Yeah. Cái nghiệp của mình là sinh ra để phải đi cái con đường làm cho mọi người vui, mọi người thích thú, mọi người có những giây phút được thanh thản ngồi xem mình. Yeah. Và khi qua đó họ dành cho mình những nụ cười khi gặp mặt. Xong qua đó họ gặp mình, họ chào đón mình bằng những ánh mắt hoặc là cái bắt tay. Những cái đó là những cái món nợ mà mình vẫn canh cánh mãi. Dạ. Được biết là chú cũng hay thường qua Paris chơi. Yes. Tại vì vẫn còn mấy đứa con ở bên Pháp mà. À dạ. Với chú thích Paris lắm. J'ai deux amours.
Paris, Saigon. Thường cháu thấy là trước 75 mỗi lần phim ảnh thường là phải qua một cái nhóm chuyển âm lồng tiếng lại cái giọng phải không chú, chứ không lấy giọng thật hả? Khán giả biết đến chú nhiều là qua truyền hình. Truyền hình thì chú có cái chương trình phim kịch Hồng Xám. Chú làm cái series kịch giống như Mission Impossible. Mà chính vì cái đó mà làm đời chú vất vả. Bởi vì khi tôi mới nhận dạng cho được nhiều quá. Mỗi lần đi vượt biên về số thôn xóm người ta cũng biết là Trần Quang. Ai giống Trần Quang quá. Đi theo phải Trần Quang. Chết mà. Như khác mày. Vui lắm. Trần 17 là gì đó cũng phải giả. Cũng phải trả giá thôi. Ôi vậy là cái chương trình đó là trên đài truyền hình Việt Nam ngày xưa. Yes. Hồng Xám. Hoa Hồng Xám. Dạ, nó cũng là một cái chú dạng. Chú là vừa là thực hiện chương trình. Mà cái mục đích chú làm cái đó là mỗi một chương trình chú lăng xê một người. Chú lăng xê một người. Cái tên vừa. Rồi từ từ chú muốn rút vào trong bóng tối. Giống như Mission Impossible. Trong mỗi một phim thì có một cái 10 guest. Mà người guest đó là nhiều khi là đóng chính hơn mình. Chú yêu tài lắm. Chú mà thấy người mà có tài năng mọi thứ chú yêu lắm. Chú thấy bạn chú mà hay đóng hay mà giỏi mọi người chú thích ghê lắm. Như những người guest nào mà nhờ những chương trình của chú mà trở thành ngôi sao sau này? Cũng khá chứ. Nhưng mà thôi, người ta cũng đã nằm xuống. Trong cái thành phần và nam diễn viên thì cháu nghĩ bây giờ chỉ còn một mình chú là ở lại đây thôi. Thì có thể đó cũng là cái nghiệp của mình. Mình rất là hạnh phúc là mình vẫn còn đang sống, đang khỏe mạnh. Mình có lẽ mình sống để mà mình đưa tiễn các bạn của mình đi. Thì có người đó, mẹ giờ đến đây khi ông nằm xuống ai đưa đi? Bảo muốn biết mình nổi tiếng hay không, tôi nhớ một câu nói rằng chỉ đến khi mình nằm xuống mình mới biết mình được yêu thích như thế nào. Mình có nổi tiếng hay không chờ lúc mình nằm xuống. Nên khi những nghệ sĩ của mình, những nhạc sĩ của chúng ta nằm xuống, mình thấy biết bao lời yêu thương. Mặc dù ngay thời điểm Covid này có thể người ta không đến hiện diện tại chỗ, nhưng mà biết bao nhiêu lời, biết bao nhiêu bài viết, khấn nguyện. Nhớ về. Đó mới thực sự là mình đã làm được một chút gì. Đã chót sinh ra ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Dạ đúng. Nhắc đến những diễn viên nữ mà chú đóng chung đó thì Jimmy thấy có của Thanh Lan. Nhắc tới Thanh Lan có nhiều kỷ niệm lắm chứ. Đó mà cô bé mà xin lỗi gọi là cô bé phải nhỏ tuổi hơn mà. Nhưng mà Thanh Lan là một người bạn, một người em mà tôi rất là quý. Cái điều mà cô càng làm cho tôi cảm phục cô hơn là khi mà tôi qua Mỹ, cô có đưa cho tôi một cuốn sách dày như thế này bằng tiếng Anh ngữ. Thì tôi đọc đó là một cái chuyện phim. Tôi không nghĩ đó là chuyện phim mà do cô viết. Rồi đến khi mình nhìn thấy tác giả author là Thanh Lan. Wow, em viết. Em viết. Wow, tôi không thể tưởng tượng được cô bé này có thể viết ra một cuốn chuyện phim dày như vậy. Tôi hy vọng là chuyện phim đó sẽ được thực hiện tại Hollywood. Vì đó cũng là hoài bão của Thanh Lan. Nói Thanh Lan nhiều kỷ niệm, cô rất là giỏi. Cô là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi là giỏi nhiều khía cạnh. Giỏi trong nhiều khía cạnh. Mà trước 75 chú có đóng với cô không? Hay là sau 75 mới có dịp đóng chung? Trước 75 thì phải nói là cái người mà tôi chưa có dịp đóng phim chung á, mà tôi yêu thích là đồ Thanh Lan. Tôi đã từng nói là khi người ta cũng phỏng vấn như cháu hỏi là người nữ nào mà thích, tôi bảo nếu có dịp mà được đóng cùng được đóng chung với Thanh Lan thì sẽ thích lắm. Vì cô bé này có cái nét rất là hay, rất là mignon, rất là nhí nhảnh mà lại có một sức thu hút, cái nụ cười, cái ánh mắt và cách diễn rất là tự nhiên. Thì sau này trước không sau này cơ thì tới năm 88 87 88 gì đó thì cô có mời tôi để mà đóng trong một cái chương trình. Đây là điều tôi nói với cô đúng hơn em. Sau 75 thì em đã bị đì nhiều quá. Mọi sự họ đang dìm ép em. Nhưng mà tài năng của em phải phát triển và phải đi xa hơn. Bây giờ em nghĩ đi, em hãy tìm những bài hát nào diễn tả được cái tình yêu từ đầu cho tới cuối. Em chọn đi, anh sẵn sàng làm background cho em.
Mà cũng chính vì thế mà sau này tôi cũng bị vất vả, vì người ta đều nói mẹ ông phải có cái gì với Trần Quang, à, với là Thanh Lan chứ, một người mẹ dân tiếng ông mà lại đi làm background cho một ca sĩ là hiếm, phải có cái gì thú thật đi. Tôi bảo không, đó là tình nghệ sĩ, đó là tình cảm thương cho một cô gái tài năng như vậy, một ca sĩ giỏi như vậy mà bị chèn ép, bị lấn áp và bị nhiều tai tiếng quá, thì tôi muốn hép. Thì Thanh Lan mới nghĩ ra tình yêu chào đón, hát những bài hát nó liên tục với nhau, và trong đó tôi chỉ là backup xuất hiện, nên mới có những bài như tình yêu chào đón, cái gì em đẹp nhất đêm nay, em đẹp nhất đêm nay, rồi cái em Maria trong cái đêm tân hôn đó. Ngày tân hôn. Tôi rất là thích. Có cảm chú với cô cùng nhảy bebop. Cô không biết nhảy mà em đừng lo, vậy em cứ theo anh đi, anh hướng dẫn cho anh di chuyển em. Mà cô nhảy lắm, nói một cái cô ra rất là tự nhiên. Tưởng là cô đã biết nhảy đầm từ trước đây rồi. Thanh Lan không biết nhảy. Vậy là chú cũng đã biết nhảy đầm rồi đó. Chú yêu khiêu vũ lắm. Hồi xưa người ta bảo muốn tìm gặp Trần Quang khó vô cùng, tại ít xuất hiện, và đó cũng là cái giá phải trả. Nhưng mà muốn gặp Trần Quang cứ lên vũ trường. Khi nào không quay phim là hay đi nhảy. Nhảy đầm. Mà khiêu vũ tốt lắm nha. Dạ đúng. Nó giúp cho, nó là môn thể thao. Dạ. Chú thích lắm. Giúp cho người mình săn chắc hơn, đẹp hơn. Mà được diễn viên chú khuyên hãy nên học khiêu vũ. Vì nó giúp cho cái dáng mình shop lết. Và mình mua mang mọi thứ mình control nó được do khiêu vũ. Khiêu vũ rất là tốt. Là tất cả các cái tour nhạc mà chú đều biết nhảy hết. Ok, thì dù sao thì về gặp Thanh Lan thì nói là chú qua gửi lời thăm Thanh Lan. Dạ, được chú. Tuy dạ, thấy chú nãy giờ nói chuyện mà vừa hút cái tẩu thuốc này là thấy oai quá. Chú hút lâu chưa tẩu thuốc? Hồi ở trong trường thì mình phải đóng nhiều cái nhân vật mà. Tới một cái nhân vật phải đóng cái ngậm pip. Thì cái hình tượng của tôi, nhân đây tôi cũng xin kính lời cảm ơn và vọng bái tới thầy, các thầy của tôi. Trong đó có thầy Vũ Khắc Khoan, tất nhiên có những thầy Đinh Xuân Hòa, có thầy Nghiêm Thẩm, Nghiêm Toàn, có thầy Tam Ích, có thầy Tiền Phong, những người đã truyền dạy và đã cho tôi được những cái sự hiểu biết và tìm cách để mà đào sâu được cái chính con người của mình, để khi mà mình bị hóa thân từ nhân vật A tới nhân vật C, D thì qua những lời giảng dạy của các thầy. Thì thầy Vũ Khắc Khoan có cái đặc biệt là không hút nhập quê như tôi, là thuốc lá mà phải châm 2-3 lần như thế này là nhập quê. Thầy chỉ châm 1 lần mà thầy hút trong khi thầy giảng, thầy bỏ vào pip vào trong túi, rồi giảng xong thầy lấy ra hút tiếp, pip vẫn nối tiếp. Hay đó là cả nghệ thuật mà hút pip khó lắm nha. Một trong tất cả những cái loại mà hút pip là khó nhất. Từ cách châm, từ cách nhồi thuốc, từ cách châm, từ cách cầm. Và có là đi theo với thể hình của mình. Người mập thì mình hút cái pip khác. Nó cả một cái hệ thuật. Cảm ơn thầy. Hôm ra mình, khi mà mình diễn cái nhân vật đó, mình cầm nước tiếp thì mình phải biết sử dụng nó. Mình phải biết châm thuốc. Nãy giờ tôi châm vào 3 lần như vậy, thầy tôi mắng. Ông Vũ Khắc Khoan đó. Hôm nay được nghe những câu chuyện rất là đời thường và rất là hay của chú. Cảm ơn chú thật là nhiều. Thì bây giờ nghe, buồn buồn cứ ở nhà hút thuốc lá. Rồi, nhưng mà hút pip là cái chính. Ở nhà mình ngồi trầm tư, mình suy nghĩ tới những cái gì. Tôi ít nghĩ về cái gì vậy, mà tôi ít nghĩ gì mình có thể làm được sắp tới. Những cái bước nào mà mình có thể bước thêm một bước nữa. Và ai mình có thể gặp gỡ để mà có thể kết nối được. Đúng rồi. Thôi mong rằng tới một dịp nào đó trời cho. Hôm nay cháu cảm ơn chú một cái buổi nói chuyện ngắn ngay tại cái vườn nhà chú. Rất là dễ thương. Thì cháu hy vọng là cuốn phim của chú cùng với anh Trần Bảo Sơn sẽ sớm được ra mắt. Và nhân dịp đó thì sẽ được nói chuyện nhiều thêm với chú. Chúc chú khỏe và mong những dự án trong tương lai sẽ được thành hiện thực. Bây giờ sống hay không là nhờ ông trời. Ngài cho sống tới đâu, sống tới đó. Bây giờ mình thấy mới gặp nhau đó, mới tay bắt được mừng đó, đùng phát mình nghe tin. Thế không? Nên các cháu bây giờ tận hưởng những cái gì các cháu đang có. Những cái gì các cháu có thể làm được hay làm. Nhưng mà luôn luôn there the wheels, there the way. Cháu phải đặt ra cái mục đích. Mình đi theo cái này để làm cái gì. Mình lưu giữ lại những cái hình ảnh, những lời nói của những người mà đã một thời
một thời tạo nên cái không khí sôi động của miền Nam Việt Nam trước 75 và của Việt Nam. Nói nhiều quá thì nó lại là dĩ vãng. Cái khó nhất là bây giờ và hướng tới. Chú vẫn quan niệm là dĩ vãng chỉ là cái foundation của mình. Dĩ vãng là một cái nền tảng, mà từ đó mình đặt cái nền tảng của mình như thế nào. Cháu muốn xây một cái nhà 10 tầng, cái nền tảng cháu phải vững chắc cho 12 tầng. Cháu muốn xây 50 tầng, cháu phải làm nền tảng cho 60-70 tầng. Để nó mới chịu đựng được. Cảm ơn chú khỏe. Gặp chú bên Cali. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn chú. Cảm ơn thông. Xin chào quý vị.